Xin chào anh em, rất may mắn hôm nay đã được sờ vào chiếc VF Wild của VinFast. Đây là một chiếc xe bán tải thuần điện đầu tiên của VinFast. Và mẫu xe này có rất nhiều điều đặc biệt mà đã được chia sẻ tại Las Vegas Motor Show. Hiện tại thì mẫu xe này được trưng bày tại Bangkok Motor Show năm 2024. Thì anh có thể thấy rằng cái ngoại hình của VinFast Wild khi đứng cạnh ở bên ngoài như thế này cực kỳ hoành tráng, với cái tổng thể chiều dài của mẫu xe này khoảng hơn 5m và chiều ngang xe là khoảng gần 2m, cực kỳ to, cực kỳ dài. Cái ngôn ngữ thiết kế này thì được VinFast chia sẻ là ngôn ngữ thiết kế theo dòng chảy, và cái cách tạo hình của xe và cái cách mà VinFast muốn truyền tải nó như là giống như kiểu một vị siêu nhân ấy, khoác cái áo choàng bên người. Đấy, đó chính là cái hiệu ứng dòng chảy của chiếc VinFast Wild. Rồi quay lại với phần đầu của chiếc xe này thì anh em có thể thấy rằng một mẫu xe điện này chúng ta sẽ không có cái phần lưới tản nhiệt được đục lỗ này. Toàn bộ đều là trơn hết. Và cái logo VinFast ở giữa cũng được làm theo cái dạng như kiểu là LCD, nhưng mà họ không làm quá sắc, mà họ làm như một cái nét vẽ tay. Đấy, sẽ tròn méo tùy vào cái nét vẽ tay đấy, trông rất là phá cách và rất là cá tính. Rồi thì đương nhiên chúng ta vẫn sẽ có cái cách ngôn ngữ thiết kế đặc trưng, đó chính là một cái giải đèn định vị được kéo dài sang hai bên như thế này. Và đây là cái đèn chiếu sáng này, tôi thấy cũng khá là thích cái đèn này. Nhưng không biết là khi mà có cái bản thương mại thì cái hệ thống đèn này sẽ chuyển đổi như thế nào. Bởi vì đây là bản concept và cái đèn này cũng chỉ để sáng, để nhận diện thôi, chứ không phải là đèn chiếu sáng, không thể là đèn chiếu sáng được. Rồi hãy nhìn ngang xe, chiếc VinFast VF Wild cực kỳ dài như tôi đã chia sẻ với anh em. Anh em nhìn thấy không? Cái bộ mâm được thiết kế rất là lớn và tạo ra cái hiệu ứng dòng chảy xoáy ở bên trong cái logo của VinFast. Xoáy vào như thế này. Đấy, kích thước thì là R22, 22 inch. Bản size lốp là 305/45. Lốp rất là to, nhìn rất là hoành tráng. Nhìn cái bệ bước chân này anh em này. Cái bệ bước chân này cực kỳ to luôn, rất là chắc. À đây, một cái điểm mà tôi thấy công nghệ mà rất là hay. Đây, phần gương này, anh em có thể thấy rằng có camera. Thay vì gương chiếu hậu nhá, chúng ta sẽ có sử dụng camera và một cái màn hình bên trong. Anh em có thể thấy màn hình bên trong này. Đấy, xài. Đấy, và tại sao người ta lại làm một cái phần chìa ra như thế này, cái cách tạo hình như thế này? Bởi vì nó mang tính chất khí động học. Rồi bước xuống phần đuôi của chiếc VinFast VF Wild thì tiếp tục là cái ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của VinFast. Và cái logo này như tôi đã chia sẻ ở phần đầu, chính là vẫn là như một nét vẽ tay, chứ không phải là một cái thiết kế theo kiểu dạng bản vẽ nữa. Đấy, không sắc cạnh mà chúng ta vẽ thế nào thì nó sẽ ra như thế. Rồi, với cái cách ngôn ngữ thiết kế và đèn hậu như thế này thì không còn lạ lẫm gì trên các dải sản phẩm của VinFast. Chữ Y này cũng được làm thành màu đen này và in sâu vào trong cái màu nhám của chiếc xe. Rất là khỏe khoắn, những chiếc xe thực sự rất khỏe. Và đương nhiên bán tải thì phải có thùng. Và cái thùng của VinFast Wild thì cực kỳ rộng. Wow, rộng mênh mông anh em ạ. Quá rộng luôn đối với một chiếc xe bán tải. Và đặc biệt đây là một chiếc xe bán tải thuần điện nữa. Và anh em có thể thấy rằng một số cái hình ảnh mà được biểu diễn ấy, là cái khoang cabin có thể mở rộng ra, nối liền với cái khoang để đồ ở phía sau, nhìn cực kỳ dài. Đấy, tăng diện tích chứa đồ cho anh em. Về nội thất bên trong của chiếc VinFast Wild thì anh em có thể thấy rằng rất là hiện đại. Đặc biệt là cái vô lăng. Rồi, chữ VinFast màu được làm một cách cách điệu để ngay chính giữa này. Rồi chúng ta chỉ có hai chấu ở hai bên và các phím chức năng. Đương nhiên là với xe VinFast thì đặc trưng chúng ta sẽ không có cái màn hình trước mặt người lái. Thay vào đó chính là hiển thị toàn bộ bằng HUD. Và với chiếc VinFast VF Wild thì có ngoại lệ là chúng ta có thêm một vài cái hiển thị cơ bản ở ngay trên cái màn hình nhỏ nhỏ ở phía trước vô lăng như thế kia. Anh em có thể nhìn thấy ngay lúc này. Hãy nhìn sang màn hình giải trí trung tâm đi. Cái cách làm của VinFast VF Wild trông cũng rất là đẹp. Nó tạo thành một cái khối nối liền từ phía màn hình ở vô lăng này, rồi đi sang. Cái màn hình này cũng to, hiển thị thông tin đầy đủ này. Đấy, thời gian sạc rồi các hệ thống an toàn chủ động. Và bên cạnh đó nữa, ở ngay phía dưới, cái cách mà VinFast chọn màu là cái màu vàng đồng, kiểu vàng hơi ánh hồng hồng ấy, trông xe nó cũng rất là hiện đại. À, hai cái núm chỉnh điều hòa nhá, cũng sẽ rất là tiện cho anh em, là sẽ hiển thị ngay số ở trên đấy. Chỉnh điều hòa cũng rất là tiện. Rồi cần số điện tử cũng đầy đủ này. Rồi khu vực ở giữa là khu vực rất là thoáng, có thể để rất nhiều đồ. Rồi hãy nhìn sang bên cạnh của người ngồi phụ đi. Chúng ta cũng có những cái nút tùy chỉnh chức năng, kết nối Bluetooth, Home, rồi thì chỉnh bài, chọn bài. Đấy, rất là tiện lợi cho người ngồi bên cạnh.
Rồi, cái bộ ghế màu nâu da như thế này trông thực sự làm chiếc VinFast VMY rất là sang trọng, rất là cao cấp. Và thực sự, và với VinFast VMY tôi có thể dùng được cái từ đó chính là đẳng cấp. Và với VinFast VMY thì anh có thể nhìn thấy là cái phần kính lái được vuốt dài từ phần đầu xuống tới tận phần phía sau là hàng ghế thứ hai. Kinh chưa, hoành tráng chưa anh em? Làm cho không gian trở nên cực kỳ thoáng đãng. Rồi, kể cả ở phần hàng ghế thứ hai, mời anh em hãy cùng quan sát những hình ảnh. Chúng ta có vị trí người ngồi cũng tương đối thoải mái này, và có hai màn hình đơn cho người ngồi phía sau. Chưa hết nhá, anh em có thể nhìn vào cái cách tạo hình của VinFast cho cái cửa sổ trời, cho cái kính trời, là chúng ta vuốt từ trụ A vuốt xuống dưới này, tạo thành một chữ V ở bên trong. Đấy. Hai bên thì sẽ có hai cái cửa sổ trời riêng, rất là độc đáo với chiếc VinFast VMY. Ở phía sau này chúng ta vẫn sẽ có những thứ cơ bản, ví dụ như là cửa gió điều hòa, rồi có thể người ngồi ở đây có thể tự tùy chỉnh nhiệt độ, rồi mức gió, rồi thì ghế làm mát, rất là cơ bản. Cái màu của VMY đẹp thật, nội thất trông quá đỉnh. Rồi, xe anh em thấy đã không? Nhưng mà cũng phải xin lỗi anh em là bởi vì đây là vẫn là chưa phải phiên bản thương mại nên chúng tôi cũng không thể quay chi tiết ở bên trong được. Một vài hình ảnh chúng tôi vẫn phải sử dụng ở trên mạng để cho anh em có thể tiện theo dõi và nhìn một cách trực quan nhất. Tổng kết lại với chiếc VinFast VFY, đây là một mẫu xe bán tải thuần điện của VinFast rất là đáng mong chờ khi mà được ra mắt, được thương mại chính thức. Một sản phẩm công nghệ mà đẹp như thế này và nhiều trang thiết bị hiện đại như thế này thì thực sự phải nói rằng là VinFast đang hướng tới một cái mục đích rất rõ ràng, là đem tới công nghệ tương lai cho cái thương hiệu của VinFast, mà VinFast thì là của Việt Nam. Thì em thấy sao về chiếc VinFast Y? Đừng quên để lại bình luận ngay phía dưới.